Mười mấy năm qua, gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Hồng Vân và Lê Tuấn Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ và trở thành một trong những gia đình đầm ấm nhất của làng giải trí Việt. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau cuộc hôn nhân ấy là cả một chuyện tình đầy sóng gió của nghệ sĩ Lê Tuấn Anh và Hồng Vân. Thời điểm nghệ sĩ Hồng Vân kết hôn với Lê Tuấn Anh, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao Hồng Vân hơn Lê Tuấn Anh 3 tuổi. Từng trải qua một đời chồng, đã có con nhưng cả hai vẫn quyết định đến với nhau. Chuyện họ yêu nhau, chia tay, mỗi người có hạnh phúc riêng rồi lại quay về với nhau. Hơn 10 năm qua luôn nhận được sự tò mò, quan tâm của dư luận. Nhưng vì là những người kín tiếng nên cả hai rất ít khi tiết lộ chuyện riêng tư của gia đình với công chúng. Rất thần tượng vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, từng có dịp được đứng chung sân khấu và cũng là người bạn thân thiết của gia đình chị. Mới đây, nghệ sĩ hài Anh Vũ đã bất ngờ tiết lộ chuyện tình của cặp đôi mà mình ngưỡng mộ nhất showbiz trong chương trình Hát Cùng Mẹ Yêu được phát sóng vào dịp Valentine trên HTV7. Anh Vũ nói mình chính là nhân chứng của chuyện tình yêu đẹp của hai người và khẳng định rằng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Lê Tuấn Anh là trời sinh một cặp. Hồng Vân có quê nội ở vùng đất Quan Họ, Bắc Ninh. Dù gia đình chị không có người theo nghệ thuật, nhưng với tài năng của mình, chị sớm trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước. Nếu Hồng Vân được sinh trưởng trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc, thì Lê Tuấn Anh từ bé đã mất mẹ, cha đi lấy vợ khác. Năm 17 tuổi, anh đã phải tự thân lập nghiệp, làm đủ các nghề từ bán nước, bồi bàn để kiếm sống. Sau đó, anh thi đỗ vào lớp điện ảnh và trở thành diễn viên nổi tiếng những năm 1990, cùng với các diễn viên như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh. Khi là sinh viên, Hồng Vân đã nổi tiếng là cô gái có nhan sắc, thông minh, duyên dáng và hoạt ngôn nên cô có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Còn Lê Tuấn Anh cũng nổi tiếng bởi vẻ điển trai, lãng tử. Một lần, cả hai được trường mời diễn chung, minh họa cho bài hát Thiên Thai trong video clip của một nữ ca sĩ. Tuấn Anh đóng vai Từ Thức, còn Hồng Vân làm tiên nữ. Sau lần diễn chung, cả hai phải lòng nhau và họ trở thành cặp đẹp trong trường nghệ thuật sân khấu. Nhưng giữa lúc tình cảm thấm thiết vì một số hiểu lầm, khi tình cờ gặp người yêu chở người bạn gái khác sau lưng, Hồng Vân đã lập tức rồi chia tay. Sau đó mọi người đều đi tìm hạnh phúc riêng. Hồng Vân kết hôn với một kiến trúc sư, còn Tuấn Anh có mối tình với ca sĩ Phương Thảo. Tuy nhiên, cuộc sống tình cảm sau này của Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đều không trọn vẹn. Sau đó cặp đôi quay lại với nhau, chung sống với một mái nhà. Gia đình của họ giờ có cả con riêng của mỗi bên nhưng vẫn gắn kết với nhau bằng cả con chung. Cũng theo anh Vũ thì tình yêu của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Lê Tuấn Anh thuộc dạng lửa thử vàng, vì mối tình này đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thêm bền vững đến hôm nay. Trong cuộc sống thì vợ chồng anh chị cực kỳ lãng mạn. Năm 2001, khi Tuấn Anh ra Hà Nội để học đạo diễn, còn chị Hồng Vân lúc ấy ở lại gồng gánh đảm đương vai trò bà bầu của sân khấu kịch Phú Nhuận. Thời điểm đó, dù thi cử bận rộn, học hành vất vả và đi lại tốn kém, nhưng anh Tuấn Anh vẫn cố gắng đi đi về về thăm vợ thường xuyên. Nhìn bề ngoài, anh Tuấn Anh có phần gay gắt, nhưng thực ra lại rất chiều vợ. Thấy chị Hồng Vân thích ăn món gì, thì ngay lập tức anh sẽ lấy xe chạy đi mua ngay về cho vợ. Thỉnh thoảng, anh ấy còn làm thơ để tặng Hồng Vân. Và từ khi có bé Bí Ngô, thật sự tình yêu của hai anh chị lại ngày càng thêm mặn mòi. Phải nói rằng đúng là trời sinh một cặp. Sau khi kết hôn thì diễn viên Lê Tuấn Anh nuôi về cánh gà, trở thành hậu phương vững chắc để vợ ngày đêm tỏa sáng dưới đèn sân khấu. Anh cũng mở một nhà hàng, còn Hồng Vân thì mở sân khấu kịch Phú Nhuận. Hồng Vân sinh cho Lê Tuấn Anh một cô con gái, đặt tên ở nhà là Bí Ngô. Gia đình nhỏ của anh chị luôn ngập tràn tiếng cười của Xí Ngầu, Trê Phi và Bí Ngô. Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ, diễn viên Tuấn Anh là người chu đáo và rất tâm lý. Trong mắt những thiên thần của gia đình nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, ba Tuấn Anh không những là người cha đích thực mà còn là thần tượng, là người hùng của các con mình.